Sáng nay, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, huyện Tam Bình. Tại lễ khai giảng, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước gửi thầy giáo, cô giáo, người lao động ngành giáo dục và phụ huynh học sinh trong năm học mới. Trong thư, Chủ tịch nước đặt niềm tin vào các học sinh, các thầy giáo, cô giáo và khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, giáo dục các em là trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội. Chúc thầy giáo, cô giáo cùng với các em bước vào năm học mới, cùng thi đua dạy tốt, học tốt, có nhiều tiến bộ và thành tựu mới, vượt qua khó khăn, vững bước tiến tới tương lai. Năm học mới 2023-2024, trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa có 982 học sinh của 26 lớp. Với lòng tự hào, ngôi trường mang tên giáo sư, diện sĩ, thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, thầy và trò nhà trường quyết tâm đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Nhân dịp khai giảng năm học mới, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao tặng 5 suất học bổng cho 5 em học sinh vượt khó học giỏi.